Rồi, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại channel của Lý Thái Xem. Vâng, video này Thái sẽ biểu diễn cho bạn xem một trò thuật khá là thú vị từ một bài lá này. Và sau khi biểu diễn xong, Thái sẽ giải mã về trò này luôn. Bạn xem ha, mình có 1 quân K, 2 quân K, 3 quân K và 4 quân K. Rồi, thì 4 quân K này mình sẽ lấy nó ra. 1 quân K là 2 quân K, 3 quân K và 4 quân K. Vậy thì 4 quân K này mình sẽ bỏ chúng đây 1, 2, 3 và 4 quân K, đúng không? Giờ bỏ quân K xuống đây, mình sẽ lấy quân K này, mình sẽ biến nào. Đó, tiếp theo này, ở đây còn 2 quân K, mình sẽ lấy 2 quân K này, mình sẽ biến nó. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ quân K lên đây. Mình sẽ lấy quân K này nha. Đây. Ở đây. Thì đây là quân K. Mình sẽ biến quân K này. Rồi. Vậy thì quân K này sẽ đây. Thì đây sẽ là 4 quân. Rồi sau đây Thái sẽ giải mã về cái trò này. Rồi mình sẽ đắp như thế này các bạn nha. Mình sẽ 4 con già và 4 con ếch như thế này. 4 con ếch mình để dưới đây nha. Mình có một cái khe lại nè. 4 con già mình để lên đây. Mình có 1, 2, 3, 4 con già. Rồi bây giờ mình sẽ cầm cái phần bài này nè. Con ếch luôn nha. Đây, nó hơi dài xíu các bạn. Mình đếm nè. 1, 2, 3. Và còn lại mình đặt lên đây. Mình sẽ lấy con này xuống đây. Úp nè. Thì mình lại sẽ lấy ra 5 lá nha. Rồi bây giờ mình sẽ đếm nè. Mình sẽ lấy 1, đếm 1 nè, 2 nè, 3 nè. Ở đây còn 2 lá nha. Thì mình sẽ đặt xuống đây. Đó. Mình sẽ lấy cái lá này để đây giả bộ nè. Mình sẽ biến vậy nè. Đó, cho nó gớt xuống đây. Thì mình sẽ ấn vô đây. Sẽ ghi 2 lá. Rồi giờ mình sẽ lấy cái lá dài ra nè. Để 3 lá nha. Mình lấy như thế này nè. Đó. Mình đặt xuống đây. Mình đổi lá này, mình sẽ làm như thế này nè. Mình sẽ làm gì nè. Đó. Rồi, mình sẽ ấn dưới đây. Ở đây thì còn 2 lá. 2 lá này mình sẽ trồng lên đây. Mình sẽ lên lá này ra. Giờ mình để xuống đây như thế này. À, mình sẽ biến như thế này các bạn. Mình sẽ lấy dưới đây nè. Kéo lên đây. Mình cỡ này thôi nha. Rồi mình sẽ che lại chỗ này nè, mình dùng cái ngón này nè. Mình kéo vô nè. Đó. Thì mình sẽ làm gì nè. Và đây sẽ là những con mày. Đơn giản.